Liên tục về thêm những dòng loa với giá vô cùng sốc để phục vụ các bác. Hôm nay sẽ lên siêu phẩm Q600C, công suất 360W, có chuẩn đồn bài Atmos. Clip trước thì em có cập nhật cái mẫu Q700 rồi, nhưng hôm nay sẽ là Q600. Nhưng mà giá của con này thì rẻ bằng 1/3 so với cả giá của Q700, rẻ bằng 1/3 so với cả chuẩn đồn bài Atmos của Sony HTG700. Đấy, các bác cùng xem cái mẫu này nó sẽ có những cái gì và âm thanh của nó ra sao các nhá. Chuẩn âm bài đèn mốt này thì khi mà các bác nghe, các bác trải nghiệm những bộ phim có cái chất lượng âm thanh giống như trong rạp ấy, những bộ phim chiếu rạp, phim hành động, hay các bác xem những bộ phim có nhiều âm thanh sống động, âm thanh phụ, bộ phim hành động, phim phiêu lưu, hay là những bộ phim của những cái vị siêu anh hùng ấy, thì trên Q600C nó thể hiện vô cùng uy lực và chân thực. HWQ600C có nhịp giảm hơn 2 triệu về còn khoảng nhỉnh 3 triệu tư phục vụ các bác trong dịp này. Dịp này là dịp quốc khánh và bé em liên tục lên những cái mã loa với chất lượng, với công suất lớn, với thiết kế sang trọng siêu đỉnh, và hơn hết là giá đang vô cùng rẻ. Hôm trước thì em có quay cập nhật cái mã HWQ700, con Q700 dòng Q series mới với công suất khoảng 320W, chuẩn đồn bài Atmos, và giá bán khoảng tầm nhỉnh 8 triệu tư. Nhưng mà cái thằng HWQ600C hôm nay em quay phục vụ các bác thì chỉ có nhỉnh 3 triệu tư thôi, và không phải hàng trưng bày, không phải hàng cũ các bác nhé, không phải thanh lý xả kho, mà đây là chương trình quốc khánh. HWQ600C bán với giá nhỉnh 3 triệu tư thì tại thời điểm hiện tại sẽ không có bất cứ một mẫu loa nào có chuẩn đồ bài mốt có giá rẻ như con này nữa. Đây các bác nhìn này, bao gồm một loa thanh dài và một loa trầm, một loa thanh dài và một loa trầm. Cái khác biệt của con Q600C so với cả Q700D của 2024 là thằng Q700D của 2024 thì nó sẽ có chuẩn đồn bài mốt 0 giây. Nhưng trên thằng này mà các bác kết hợp với cả TV, các bác sử dụng dây optical hay HDMI để kết nối trực tiếp với cả TV ấy, thì âm thanh của nó thì cũng không có thua kém cái gì cả. Với loa thanh dài phía trước thì con này có cái thiết kế tương tự như Q700D. Mẫu HWQ600C là mẫu của 2023 nhé. Và hiện tại bây giờ thì BMW về với số lượng khoảng vài chục cây để phục vụ các bác trong đợt này, mới nguyên hộp bảo hành chính hãng, chưa kích hoạt bảo hành. Con này thì các bác nhìn này, thiết kế tất cả cái màng bao phủ của loa thanh là kim loại hết, có rất là nhiều các lỗ khí nhỏ để có thể là gì, nó cộng hưởng, nó phân tán được âm thanh. Với hệ thống loa đánh về phía trước này, với hệ thống loa bim đánh hướng lên phía trên, và vị trí trung tâm thì nó sẽ có các cái phím tắt để mọi người, kể cả không dùng điều khiển thì các bác cũng có thể dùng cái này để có thể tăng giảm hay chọn nguồn tín hiệu. Đây, cái màn hình này các bác nhìn này, màn hình không khác gì so với cả HWQ700D cả. Cái mẫu Q700D nó tích hợp thêm cái công nghệ đồn bài mốt 0 giây thì để cho là gì, để cho cái quá trình mà các bác dùng thì các bác có thêm cái trải nghiệm, các bác không cần cắm dây. Các bác có thể là kết nối qua Bluetooth để nó có thể thể hiện được âm thanh với chất lượng cao nhất. Nhưng mà thường ấy, khi mà sử dụng ấy, thì các bác kết hợp qua cái dây HDMI để các bác dùng chung một cái điều khiển, thì cái việc mà sử dụng cái đồn bài mốt không dây đó thì nó cũng không có là quá cần thiết. Đồn bài mốt, chuẩn đồn bài mốt cắm HDMI lên để có thể đồng bộ dùng một điều khiển của TV, tắt bật tăng giảm âm lượng cả TV cả loa thì nó sẽ đồng nhất và không cần phải sử dụng thêm một cái điều khiển, cái remote của cái loa này nữa. Những năm 2022, 2023 thì em đã từng quay cái mã hàng HWQ630B và 600B ấy. Những cái dòng đó thì nó có thiết kế tương tự, nhưng những cái mẫu đó thì nó chưa có chuẩn đồn bài mốt giống như con HWQ600C này. Bình thường bán khoảng 5,8 triệu là chương trình quốc khánh này, thì bên em chạy với số lượng vài chục chiếc để phục vụ các bác. Bây giờ thì em sẽ bật lên một cái đoạn
demo để các bác cùng trải nghiệm âm thanh chuẩn Dolby Atmos trên cái mã hàng này, để các bác thấy được là cái hiệu ứng âm thanh nó đa dạng, nó phong phú, nó tinh tế và nó chân thực đến mức nào. Tầm này thì nó sẽ ăn đứt các mã hàng khác như HTG 700 của Sony đang bán với giá khoảng nhỉnh 6.7-6.8. Con đó thì giá đang khá là cao, so sánh với cả Q600C thì cũng không khác biệt gì cả. Tuy nhiên thì tầm này nếu lựa chọn thì các bác phải lựa chọn cái con này. Hãy tăng âm lượng lên này. Vị trí này nó thấy âm phụ ạ, nó nghe tiếng sấm, tiếng gió nhá. Rất là chi tiết luôn.